Happy Life True Life xin chào các bạn nha. Bữa nay mình quay một chút xíu bên ngoài quang cảnh của trường UCSD, trường của con trai lớn mình đang học bây giờ. Mình chỉ quay một phần ở ngoài đường trên đường mình đi về nhà thôi, chứ còn không có vô trong, trong nó lớn lắm. Tuy nhiên mình đã nhờ con mình quay lại từng cái một để mà giới thiệu với các bạn sau này ha. Bây giờ mình đi vòng vòng nha, con nó lái xe, mình ngồi kế bên. Hễ nó đi tới đâu thì mình quay tới đó cho các bạn coi một chút xíu chung quanh của trường thôi. Tức là trên freeway, trên đường về nhà mình á. Bây giờ các bạn nhìn xa xa bên kia đường nè, cái đó là cũng thuộc về của trường UC San Diego. Trường con mình học là UCSD, viết tắt của chữ University of California San Diego. Cái này là ở ngoài thôi nha các bạn, rất là lớn, trường rất là lớn. Coi như là cháu nó chạy tới đâu thì mình quay tới đó cho các bạn coi cái quang cảnh bên ngoài trên đường của trường với lại về trong nhà mình thôi nha. Đang xây cất rất là nhiều, làm thêm freeway, làm thêm mấy cái department của Medical Center. Các bạn thấy mấy cái building lớn lớn hoặc là mấy cái mà đang construction là đang làm freeway hết. Đó, freeway thêm trong trường học luôn đó. Rất là lớn nha. Phía trước nè. Trường UCSD là một trong 9 trường University của California, cũng là dạng trường lớn mà nó rất là nổi về medical medicine đó. 2 năm về trước lúc mà mình search cho con mình á, thì nó cũng là top của 11 trường, không những là toàn quốc mà của national luôn, về medicine, về thuốc á, về trường thuốc á. Còn hồi năm ngoái á, là điển hình cháu gái của mình được 4 chấm rồi đó, GPA 4 chấm mà xin vô trường UCSD cũng không được. Cái đó nó nói là cái trường này cũng khó vô lắm. Năm nay mình cũng có xin cho thằng con trai kế của mình nhưng mà chưa có kết quả, có thể cũng không có nhận được vô. Các bạn thấy freeway không? Rất là nhiều ở trong trường nè, băng qua đường luôn. Mà ở trước mặt đó là đèn traffic light, là đèn xanh đèn đỏ. Các bạn để ý cái đường phố ở bên Mỹ này thì các bạn không có được, không có thấy cảnh sát đâu, chỉ có đèn với lại ở trên kia là cái camera. Nếu mà các bạn để ý gần gần cái đèn, nó có cái nhỏ nhỏ đó là cái camera, để mình có lỗi thì camera nó chụp. Thì có thể một tuần sau mình lấy cái ticket, mình đóng tiền mình đi học thôi à, chứ không có cần police ở ngay đường. Cho nên là ở bên đây police rất là hiếm xuất hiện ở trên đường, mà khi nó xuất hiện là có chuyện đó, tức là mấy người có làm lỗi hoặc là mấy cái accident lớn, hoặc là nó theo dõi cái vụ gì nó chạy theo thì nó sẽ báo đèn. Còn bình thường các bạn chạy trên xe trên đường phố không có thấy police đâu ạ, không có người nào hết á, chạy rất là nghiêm chỉnh luật lệ, mà hãy có thì phải phạt, phải đóng tiền, phải đi học vậy thôi. Đây là cái logo của trường của con mình đó, UCSD ạ. Ở đây là cái khu của Emergency for Health Department. UCSD là viết tắt của chữ University California San Diego. Thành phố San Diego cũng là đẹp lắm, nó có cái bờ biển, bữa hôm mình có chiếu qua cái bờ biển của Pacific. Thì San Diego nó cũng nằm ở trên một cái khúc đường của một khúc biển thuộc về Pacific. Từ cái trường này đi ra cái biển đó khoảng 15 phút hả con? It's around 15 minutes. Là 15 phút là mình ra tới cái biển của San Diego, cũng đẹp lắm. Bây giờ là mình phải quẹo vô trên đường về nhà, nhưng mà vẫn còn thuộc của trường. Trường này rất là lớn các bạn, mà tới mấy chục ngàn học sinh á, ở trong trường. Thì trường UCSD á, nó có hết thảy là 6 cái trường college nhỏ nhỏ ở trong một cái university. Thì nó có 6 cái nhỏ nhỏ, mà mỗi một cái thì nó đều có cung cấp cái apartment cho các cháu ở năm nhất và năm hai. Năm thứ ba thì mình phải mua ra ngoài, tại không có đủ chỗ cho các học sinh mới. Giống như con mình năm nay là cũng là năm thứ hai, cho nên năm sau cháu nó phải ra ngoài mướn chỗ ở. Không biết mắc hay rẻ hơn, nhưng mà mình phải đi ra ngoài để cái chỗ cho những cái học sinh mới nó vô. Đó, các bạn thấy cái traffic light ở phía trước á, thì mọi xe đều phải ngừng hết. Rồi khi nào đèn xanh thì mình chạy, không có cần police ở đây đâu. Tự rồi nếu mà mình nhìn kỹ kỹ thì trên mấy cái đèn traffic light nó có cái nhỏ nhỏ là cái camera. Hễ mà ai có phạm lỗi thì nó chụp, nó thấy luôn được cái người lái xe với lại cái bảng số của cái xe mình. Xong rồi khoảng một tuần hai tuần sau nó gửi giấy phạt về. Nếu mà mình giỏi về online thì mình lên online mình trả liền.
thì cũng không có bị tiền phạt. Nhưng nếu mình đợi gửi thơ về cho mình là đã có cộng tiền phạt ở trong đó rồi đó. Mình bữa hổm mình chở cái đứa con nhỏ đi thi chạy thể dục thể thao mà trời mưa quá chừng mình không có thấy đường toll free, mình chạy ngang nó chụp hình cái thì mình cũng mới trả tiền phạt đây. Là mình không có lên online cho nên nó gửi thơ về nhà nó cộng tiền phạt. Mình phải chịu khó gọi ngược vô nó, nói là mình không có biết thì nó cũng bớt tiền chút. Bây giờ mình quẹo ra thì vẫn còn trong khuôn viên của trường, nhưng mà mình quẹo ra để mình chuẩn bị ra freeway. Bây giờ các bạn thấy nè, hai bên là mấy cái building bự bự, toàn là mấy cái medical center của trường không đó. Nó có mấy cái lab nổi tiếng lắm, không phải nổi tiếng trong Cali, trong nước Mỹ mà có của thế giới luôn á. Mấy cái lab của về nghiên cứu về mấy cái medicine, về cái ngành medicine medical là nó nổi lắm. Đó các bạn thấy đó, rất là lớn. Có thể cái kiến xe cho nên mình thấy không có rõ lắm, nhưng mà nó lớn lắm. Bây giờ mình đang chạy dần dần tới cái đường đi ra freeway để mà về nhà. Thì một hồi nữa trên freeway mình cũng có mấy cái cảnh chung quanh cũng khá khá đẹp, thì mình giới thiệu tới đâu hay tới đó. Tại bữa nay trên đây cái thời tiết nó đang bị mưa cho nên nó hơi mờ mờ một chút, tuy nhiên nó cũng cũng thấy được. Khi nào không thấy được thì mình off. Đường đi về nhà mình nó là đường 5 nốt. Hồi nãy mình đi về xuống đây sao thì giờ mình đi ngược về nốt. Cái đường này là đường chuẩn bị vô freeway. Ở bên đây cái đường freeway thì mình dễ chạy mà chạy tốc độ nhanh lắm. Nó không có đèn, không có đèn xanh, đèn đỏ cho nên mình chạy khi chỗ nào mình muốn dừng thì mình đi ra cái exit để mình ra, chứ không có dừng giữa đường, tức là chạy liên tục. Mà có những cái freeway đó nó dài toàn quốc luôn. Giống như freeway 5 này, freeway 5 này nó chạy tới Canada luôn. Rồi khi qua Canada thì cái nước Canada nó đổi thành cái tên khác. Giờ mình chiếu xa xa các bạn thấy hai bên freeway cũng có mấy cái building đẹp lắm. Mấy cái nhà trên núi thì rất là mắc. Còn xa xa các bạn thấy đó, cái nhà trên núi mắc lắm. Thường thường là phải hơn bạc triệu. Triệu, mấy triệu, mười mấy triệu, hai mấy triệu tùy theo cái diện tích của nó. Chạy cẩn thận nha con. Đó các bạn thấy thiệt là xa, tuốt bên kia đó là nhà trên núi không á. Là toàn là nhà đắt tiền không á. Chừng luôn. 5 giờ. Đó. Mà bữa nay thứ năm mà con. Thứ gì? Hiện tại cái giờ về ở đâu cũng đông hết. Chúc bạn nha. Các bạn thấy cái phía bên kia cũng kẹt nhiều giống như bên mình luôn. Mình chiếu chút xíu cho các bạn thấy cái phía bên kia nha. Hơi bị chói nắng nhưng mà các bạn thấy xe xa xa dừng lại đó là bị kẹt á. Thường thường mà ở trên phi quê mà kẹt xe thì có thể mình chạy rất là boring, rất chán. Tại nó chậm lắm, nó cứ nhích cho tới khi nào người ta vô access ra. Hoặc là hết cái khu kẹt đó thì mình mới khỏe được. Nhưng mà nhờ kẹt như vậy mà các bạn thấy được mấy cái cái quay của mình không có chớp nhón quá. Thấy được chậm chậm từ từ mấy cái nhà ở trên núi. Mấy cái nhà đó hoặc là một là cái dạng nó cho thuê, hai là nó hotel rồi đó thì nó mới đưa ra ngoài. Còn mấy cái nhà trên núi thì mắc lắm, mà diện tích thường thường rất là lớn, chắc khoảng vài triệu quá. Mình không có giới tay tới đó thành ra cũng không nghiên cứu, nhưng mà biết là mắc lắm.
thường một cái freeway bên này nha, là từ 4 tới 8 cái lane như vậy. Cái này là chuẩn bị đi ra một cái lớn cho nên nó cũng chưa có lớn lắm. Thì nó cũng đã là 4-5 lane rồi. Một bên á, hai bên thì phải mười mấy. Có những đường là một bên 8, tức là thành 16 cái lane luôn. Mà các bạn thấy đó, trên cái lane nó chia ra rồi mà nay nó chạy chứ không có cần phải có cần ai theo dõi hết đó, mà hễ phạt là bị liền. Rất là trật tự. Ở bên kia cũng quá chừng kẹt rồi kìa. Hễ kẹt thì thường là hai bên đều kẹt hết. Mà bên đây nó design mấy cái freeway rất là hay, phân nửa vô phân nửa ra. Tức là hễ mình vô đường nào chút xíu nữa cũng có cái đường ra mà nó cong như là chữ chữ C vậy đó, thì nó chở quay ngược lại hướng khác. Thì nó cũng dễ tìm lắm. Ở trên freeway thì mình có là hướng north là hướng bắc, rồi hướng south là hướng nam, hướng west là hướng tây á, rồi hướng east là hướng đông. Cho nên mình không có sợ lạc đường. Nếu mình đi bận đi mình đi hướng north là hướng bắc, thì bận về mình về hướng sau là hướng nam. Nếu mà mình đi ngược, mình đi lạc đường á, thì mình cứ diệt dòng ngược lại, thì nó thế nào freeway mà có đường ra, cái exit mà đi ra thì cũng có entrance để mà đi vô. Thành ra mình không có sợ gì hết. Trên đường đi ở ở trên nước Mỹ này á, thì đường freeway với đường local rất là dễ tìm. Đường local thì nó giống như là hình bàn cờ, nó chỉ có vuông thôi, chạy tới chạy lui chạy ngang chạy dọc thì chỉ là hình vuông thôi, thành rất là dễ tìm. Mà bây giờ thì hệ thống GPS rất là tiện lợi cho nên mình cũng có sợ lạc đường. Mình nhớ mười mấy hai chục năm về trước, lúc mà mấy đứa bé nó còn nhỏ chở nó đi chơi, mình với ông xã phải có một cái cuốn bản đồ. Hễ mà đi lạc thì một người lái xe, người thì dở cuốn bản đồ ra đọc. Còn bây giờ thì dễ lắm, chỉ cần vô Google Maps thì tự động nó đọc cho mình tên đường, lúc nào quẹo trái, lúc nào quẹo phải, sẵn hết, rất là tiện. Chỉ cần mỗi tháng trả tiền internet là được rồi. À, bên đây các bạn thấy một cái chiếc xe bus lớn nè. Thường thường cái chiếc xe này là chiếc xe tour để mà chở 65 người đi du lịch, hoặc là đi từ cái chỗ này tới chỗ khác, tới mấy cái danh lam thắng cảnh. Thì cái xe này ở trên đó nó có restroom luôn, nó rất là tiện nghi. Hồi trước mình đi du lịch qua châu Âu cũng đi từ nước này sang nước kia thì cũng đi bằng cái xe bus. Tại bên châu Âu nó rất là nhỏ, Pháp, Anh, Ý, Đan Mạch, Thụy Sĩ rồi đó, nó nhỏ nhỏ nhỏ, với lại Thụy Điển rồi nó nhỏ lắm, thì đa số đi qua lại bằng xe bus. Wow, kẹt xe kiểu này là phải về nhà mất trên 2 tiếng rồi. Hồi nãy mình chạy lên là 1 tiếng rưỡi. Lúc mà chỗ sở làm đi chạy lên tới chỗ trường của con mình là 1 tiếng rưỡi. Là cũng kẹt, nhưng mà kẹt không có nhiều, kẹt gần chỗ khúc vô tới trường thôi. Còn bây giờ thấy kẹt thăm thẳm. Chắc con phải ra từ từ để vô cái carpool của con ơi. Ở bên đây cũng có một cái điểm lợi là nếu trên xe mình có trên hai người trở lên thì mình có vô được một cái line, nó gọi là carpool. Thì cái line đó chỉ có xe đông người mới được đi thôi, tức là hai người trở lên, từ hai người trở lên thì được vô cái line đó thôi. Còn các cái lane khác thì một người chạy được. Cho nên mình đang nói con mình ráng vô cái lane đó để mình chạy ít bị cạnh tranh hơn, ở ngoài đây xe nhiều quá. Mà muốn qua cũng khó lắm, muốn qua chưa chút, cái lane đó nó nằm bên trái, cũng hơi kẹt, cho nên là qua từ từ. Mà hãy qua được cái đó thì mình đỡ lắm. Tại vì mình chỉ có người mà hai người trở lên mới được vô cái lane đó, thành ra ít có xe. Ở bên Mỹ này á, cái đường xá nó rất là xa, mà công việc á, không có ai làm chung ai hết á. Thành ra không ai đưa cho ai được, mà không ai chở giùm ai được hết, mạnh ai nấy đi, thành ra ngượng chiếc. Cho nên là giờ về á, các bạn thấy là bao nhiêu freeway cũng không đủ hết, quá đông, một người một chiếc, người một chiếc, quá trời quá đất luôn, đâu có ai đi chung với ai, không ai chở ai được hết á, trừ khi nào mà làm chung, chứ còn làm riêng là không ai đi chung ai hết trơn á. Ngượng chiếc, ngượng chiếc, bởi vậy quá đông luôn. Con quên hả? Chứ mọi bữa là mình phải qua từ đầu.
con bỏ đèn thì cũng nhường mà. Bỏ đèn rồi thấy người ta nhường hết đi, còn không nhường mình cứ chạy bên mình. Đó, giống như mình nhường người ta cũng có người nhường mình thôi. Xin nữa, tiếp tục xin. Hãy người nào nhường thì mình hãy đi nha con. Bắt đầu hơi sụp tối rồi đó. Chắc mình quay chút xíu nữa mình ngưng. Tại vì thứ nhất là trên freeway thì giống như bạn thấy nè, ở bên trái với bên phải có những cái khúc nó là biển rất là đẹp, nhưng mà giờ này thì cũng thấy không có rõ nữa rồi. Bây giờ chỉ thấy được mấy cái nhà trên núi thôi là nó còn mặt trời. Còn nếu đi ngược về phía trái là